đâu có, nuôi không có xui, sợ mình làm thịt ăn á. Làm thịt ăn không được hả con? Nghe ta nói tôi cũng tỉnh. À vậy ha, nghe ta nói là làm thịt ăn không được ha. Rồi cô có tiếp cận mấy chú heo đó không? Hồi đó mới lợi nó kêu nó ban đầu con trước ta đem lợi đó. Dạ. Nói chuyện mình nói chuyện nó ngồi đó nằm nó nghe ăn chầu cao nữa kìa. Thấy ghê vậy? Ừ. Heo ăn chầu cao. Thiệt á. Trời thấy ghê vậy, tại chùa này á hả? Tại chùa đó hồi đó tôi còn nhỏ tôi lại chơi đó, tôi thấy đó. Mấy người già người ta cho chầu cao đó, ăn nó ăn luôn. Đó. Trời ơi ớn vậy giống người ta chứ hả trời. Thiệt á. Dạ. Rồi chùa này ngày xưa tên gọi là chùa gì cô? Chùa mà đó tôi còn chùa Ma Ha Túc. Ma Ha Túc hả? Ừ. Còn có người kêu là chùa Mã Tộc nữa không con? Mã Tộc này sao theo người Việt kêu Mã Tộc. Còn người Việt kêu thì Mã Tộc à. Mà người dân tộc kêu chùa Ma Ha Túc. Ma Ha Túc. Ma Ha Túc. Ma Ha Túc ha. À vậy đó ha. Rồi ngày xưa heo về đây nhiều không cô? Tôi thử tôi thấy thường chừng còn chục con có. Chục con heo ha. Ta đem ví dụ heo ta đẻ bảy có một con thì đem lại. À. Giờ ông Lục nghỉ nuôi ổng lớn tuổi không dám nuôi. Không dám nuôi nữa. Nhưng mà ở ngoài ăn heo ăn chầu vậy là nó có uống rượu hay là ăn thịt gì không con? Ăn chầu không, nó ăn thiệt á, tôi thấy chẳng mắt luôn á. Rồi nó ăn chay ăn mặn con? Ông Lục đổ cơm nó ăn luôn. Đổ cơm như thì cho nó ăn à. Vậy đó ha. Dạ vâng và kính thưa vâng và Châu Phú mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa vị, vừa qua Châu Phú đã quay một chú Châu Hồng, thì hôm nay Châu Phú muốn gửi đến quý vị một video rất là đặc biệt, chú heo hồng quý vị. Và kính thưa quý vị, đặc biệt một điều đó là chú heo này có 5 móng nha quý vị. Và bà con đó khi mà gặp chú heo này rồi không bao giờ dám lại gần quý vị, vì sau lưng đó là những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Người mẹ ở tại chùa Dơi bị Sóc Trăng đã đầu thai làm một chú heo, và cái người làm công quả đó đã nằm chiêm bao quý vị, thấy một người phụ nữ đi đến và xin vào chùa để quy y. Thì khi mà sáng mà thức giấc đó quý vị, thì là ông mở cửa ra thì ông nhìn thấy một cái chú heo rất là to lớn quý vị và rất là đẹp ha, mập mập như thế này. Và kính thưa quý vị, ông đi ra ông xua đuổi cách mấy thì chú heo cũng không đi quý vị, và ông đành phải cho chú heo ở đó và nuôi cho ăn hàng ngày. Thì một thời gian thấm thoát trôi qua, con người thì cũng sinh lão bệnh tử và các loài vật cũng sinh lão bệnh tử, cho nên chú heo mất quý vị. Và kính thưa quý vị, một cái chuyện rất là đặc biệt, khi mà chú heo mất rồi đó thì báo mộng về quê của mình đó, là Sài Gòn đi ra ngoài nữa quý vị. Thì là mẹ đầu thai làm heo ở ngay chăn chùa đó và nói tên nói địa chỉ luôn quý vị. Cho nên cái người con gái này đi đến và để xin vào trong chùa đó, thì diễn tả là chú heo có 5 cái móng như thế đó. Thì khi mà chia sẻ với một cái vị sư trụ trì trong chùa thì ngài mới kể rằng chú heo đi lại như vậy đó quý vị. Và được biết là cái cô này là thứ 5, cho nên là chùa làm mộ cho cái cô heo đó là đặt tên là Năm Hợi quý vị. Thì câu chuyện dân gian bà con kể rất là nhiều luôn. Từ đó về sau đó, tại cái vùng đó nếu mà ai mà có heo 5 móng đó là đều là đem đi đến chùa đó để mà nuôi. Thì hiện giờ tại cái ngôi chùa đó được gia đình của cô Năm Hợi này xây dựng lên cái ngôi mộ, rồi để cái hình chú heo rất là tròn chỉnh như thế này quý vị. Và tiếp tục là những cái câu chuyện rất là lạ quý vị ơi. Quý vị biết không, gia đình đó lỡ mua con heo 5 móng đi về quý vị, rồi là mướn người đi đến để làm thịt làm dỗ quý vị. Thì kính thưa quý vị, khi mà mướn các người mà chuyên đâm họng heo đó đi đến đó thì ai cũng sợ, cũng lắc đầu hết trơn, không có dám làm. Tại vì tương truyền rằng cái chú heo này là chú heo vua quý vị, heo vua trong cái loài heo á nghe. Ai mà làm đó, nếu mà là trong cái chỗ mà lò mổ đó là sẽ giải thể giải tán luôn quý vị. Cho nên không có người nào mà dám hành nghề mà làm đâu. Cho nên gia đình là quyết định tao mướn không có được rồi, thôi tao với mày làm thịt, hai anh em quý vị. Và kính thưa quý vị, khi mà làm thịt chú heo này im gu nhưng mà không có nói gì chứ, đợi tới cái thời cơ cắn quý vị. Cắn thì kính thưa quý vị, heo cái mỏ dài, cắn thường thường cái dấu găng nó phải dài quý vị. Nhưng mà khi cắn rồi đó, cái dấu găng nó tròn quý vị ha, và y gan như dấu găng của người ta cắn vậy đó vị. Thì cái anh này nè, ảnh bị làm độc cái tay, và anh này đó thì ảnh lâm vào cái căn bệnh tối á, ngủ thì vợ á vị thì nghe thấy mà sao nhìn qua chồng thì cái mền á nó đội lên quý vị, và dở lên rồi á là nhìn thấy đó là cái đầu heo
bà mới la thất thanh hết trơn, la hốt hoảng quý vị. Và khi mà bà giật mình rồi á thì trở lại bình thường là chồng của bà đang bị bệnh ha, chồng của bà đang sốt quý vị. Và kính thưa quý vị, khi đó đó là gia đình hết hồn rồi, biết là heo báo quán, cho nên đó là mời thầy pháp lại thì thầy mới nói là cái chú heo này nè là người ta mất đầu thai trở lại, cho nên gia đình lỡ xác chết rồi, thì thành ra đó thầy pháp mới lấy cái cây mà dâu tầm ăn đó để giải dùm quý vị, và lấy cái cây dâu tầm ăn đó đó quất vô trong á là cái anh này, thì khi mà quất nhiều quá thì cái hồn của chú heo xuất ra quý vị. Và thầy pháp á đi kiếm vòng vòng nhà thì kiếm cái hồn không gặp, heo nó đã lẩn tránh nơi nào rồi. Ở cho nên á là ông thầy ổng dán bùa khắp nhà hết trơn quý vị. Và một thời gian sau nữa đó thì cái chú heo đó đó là đầu thai lộn kiếp trở lại làm con của cái người này quý vị, là vợ của ông này mang bầu. Thì á là khi mà mang bầu rồi đó, nhìn vô trong những cái thịt đó, thịt cá rồi đó quý vị, thì nhìn thấy á là toàn là tay chân người ta không à. Từ cái lúc mang bầu là không ăn thịt được. Khi mà sanh rồi đó, sanh ra đứa con đó thì lông lá không quý vị ơi, mà đứa con gái nha. Đó thì đứa con đó không thích cái người á là cha của mình, tại vì cái ông này ngày xưa đâm mà quý vị. Cho nên đó là con rất là ghét cha. Thì trong một cái thời gian sau đó khi lớn lớn dần lên đó, đặc biệt cái đứa con gái này nè, nó thích ăn khế chua quý vị. Tại vì hồi lúc mà cái con heo mà nhốt đó là cái người con trong nhà đó thường hay ăn khế dục cho cái con heo ăn quý vị. Đó con heo nó cũng rất là thích ăn khế chua, nhưng mà đứa bé này khi mà về lớn dài dài lên là toàn là ăn khế chua, ăn đồ chua không quý vị. Y gan như một cái bản chất của một cái chú heo mà ngày xưa gia đình này đã giết. Thì qua cái câu chuyện này Châu Phú muốn gửi đến quý vị, đây là câu chuyện thật tại cầu Kinh 14 quý vị, Dàm Sáng Vịnh Tre chạy vô. Người ta đã nghe những câu chuyện đó, người ta kể quý vị, người ta sợ. Và hiện giờ chú heo này cái chân có 5 móng nha quý vị. Đó có 5 cái móng, hai cái chân ở trước này có 5 móng, và heo này màu hồng rất là dễ thương. Đó cho nên chú Ba đi tới đây nè, con chào chú Ba nha. Chú thấy chú heo này như thế nào chú Ba? Thì hôm trước chú với Châu Phú qua bển gặp Châu Hồng ở bên là Đồng Tháp, Gò Tháp. Thì rất thương cái chú Châu ở bển, được cái người chủ nhà giàu cất cái ngôi nhà trên 100 triệu để cắt cỏ hàng ngày, là nuôi nướng rất một cái chu đáo. Thì mình có gặp Châu Hồng đó nói chuyện và dặn dò niệm Phật. Thì hôm nay là cái nhân vật thứ hai không đầy 6 tháng mình lại gặp cái cô Hợi này ở tại cái vùng đất Kinh 14 của vùng Sáng Vịnh Tre. Thì coi như là trong cuộc đời của mình không có cái gì hạnh phúc hơn là mình làm cho những cái con người sống trên xã hội này được bình yên hạnh phúc. Thì hôm nay đối với cái tinh thần đạo hòa hảo, cái thùng nước rửa từng năm cái móng, hòa hảo mình cũng muốn làm sao là mình ăn chay cũng chưa đủ, mà mình thương yêu các cái loài vật, thương yêu các cái loài vật mà là giúp đỡ các loài vật được sống bình yên và cũng được tu hành giống như mình vậy, để ngày mai mình được giải thoát thì loài vật cũng được giải thoát. Như vậy thì quý vị mình, nếu trường hợp loài vật không phải là loài người, thì quý vị mình ngày xưa Đức Phật thầy Tây An tại chùa Thới Sơn, ngài cũng là quy cho là cọp beo rồi là sư tử, là khỉ đồ này kia, đó là Phật thầy đã quy y. Như vậy thì tôi cùng quý vị là tin tưởng vào Phật giáo, là chúng sinh là không phải riêng loài người, mà ở trên trời cũng gọi là, ở cái cõi thần cũng gọi là chúng sinh. Nhưng mà cái loại mũi là mồng cũng gọi là chúng sinh. Như vậy thì chúng sinh Đức Phật cho biết là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật và ai cũng có thể tu giải thoát. Cho nên hôm những cái mẫu chuyện Phật giáo, quý vị cũng nghe những con chim con sáo ở trong chùa, các vị tăng mà dạy niệm Phật rồi chôn con sáo đó cái mỏ lên hoa sen, như vậy là ám chỉ rằng là Đức Thầy xác định dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cục luân hồi. Như vậy thì tôi tin rằng 2, 3 là 4, 5 coi như lần này anh em chúng tôi đã gặp được trực tiếp một anh Châu Hồng ở bên Gò Tháp, lần này thứ hai là gặp là cô Hợi ở Kinh 14 là Sáng Vịnh Tre đi vô. Thì tôi mong rằng tất cả quý vị mình, đây là sự thật, con người thật sự thật. Những cái phim ảnh chúng tôi quay là rất thực tế, đối với bà con mình là phải tin tưởng. Và mong rằng tất cả quý vị
trong và ngoài nước, ai cũng đều giác ngộ rằng là chúng ta làm được con người là cái phước rất lớn. Quý vị nên tiến lên tiên Phật, đừng để gất lại phàm phu. Cho nên ông Thanh Chỉ có câu là cha là tướng con hề gất hẹn, không được gồng cũng ngắn kỳ lân. Xưa trần nay cũng còn trần, há không tụ hổ với Phật thần hay sao? Nên vậy mà mong rằng tất cả quý vị nào có xem cái clip hôm nay anh em chúng tôi, thì quý vị nên là nhìn những con vật mà anh em chúng tôi nói chuyện, là quý vị mình thấy là heo này không phải heo bình thường, là quý vị mình thử nghĩ coi heo khác lại chuồng ta nó đâu được gì đâu. À, bây giờ tắm rửa yên ổn rồi nói năng nó nghe được nữa quý vị. Như vậy thì tôi nghĩ rằng tất cả bà con mình ai cũng đều nghĩ rằng là tất cả chúng sanh ai cũng ham sống sợ chết, cho nên bảo vệ sự sống với nhau để cùng tu đến cái cõi hết chết hết già hết bệnh là cõi Phật. Nên Đức Thầy có câu là sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió dạng sương, trong chúng sanh nghĩ tận đưa đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Vậy kính chúc toàn cả quý vị cộng đồng mạng nếu có xem coi, quý vị bình luận và đồng thời tiến tu đến ngày mai đây khi gặp Thầy sống đời thượng cổ làm tiên, và quý vị niệm Phật thường xuyên để khi từ giả cõi trần quý vị được dẫn sanh qua đất Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú Ba và Văn. Kính thưa quý vị, bây giờ là chuẩn bị đưa chú heo này để về chùa Dơi Sóc Trăng. Châu Phú Mỹ, vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Chú heo đặc biệt có 5 cái móng nha vị. Và bây giờ dẫn chú heo ra tắm rửa cho sạch sẽ, chuẩn bị đi ha. Dạ, mời vị nha. Lên nè. Vậy chú không có đi được hả chú? Không được, không. Công việc nhà đây, tắm lên nè ha. À, tắm nè. Hai cái chân đó chứ. Chú, cái chú heo này chú kêu vô cổng lại vô theo chú luôn tới giờ hả chú? Trời ơi, sáng tôi đưa mày vô, mày ở vô đây đi, tao cho mày ăn nè, tao nuôi mày nè, lại thì vô ở đây luôn đó. Vậy hả? Rồi bây giờ ông gửi, chú gửi cho con đem về chùa vậy, ông sợ mắc lại hứa với con heo không? Trời ơi, tôi đã đây. Qua đây quay năm móng rõ nè em. Ở đây tôi nuôi sợ nó không có bằng ở dưới, tao nuôi. Hơn nữa chú nói là khi nào không có ai nuôi. Không có ai nuôi. Vậy đó ha. Nè, 1 2 nè quý vị, 3 nè, 4 5 ở trước nè. Con heo này lạ hơn con heo ở trên nè. Là đất Việt mình quý vị. Nè nè nè, 3 móng nè nha. À, cái da thịt nó đỏ ao y gan như là da thịt người ta. Lạ quá hả? Về sắp chân đỏ đi. Cái đỏ nó hồng hào. Nè, ấy đi lên xe nha. Đỏ nó hồng hào lạ quý vị. Lạ ha chú bà. Nó khác hơn tất cả các loài heo của mình thường thấy nha quý vị. Nè bé Tiến qua đây nè em, qua đây quay cũng rõ nó nè em. Nè nè nè, kính thưa quý vị. Đó nè nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Dễ thương quá. Đi đi. Rồi thôi đi đi đi, đi là ra ngoài xe đi. Tiếp tục luôn. Cô Hải ơi. Đi. Thôi đi đi ra ngoài xe, đi. Đi ra xe nè. Đi ra xe. Đây 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 đường nha. Tu vật biệt tu hành nao nức người sao không cơm dứt. Anh trai hey, chào anh trai hả? Đi 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 ra xe đi. Ê, anh trai, anh gặp có cái chú heo nó có cái đốm giống như nước ruồi hả? Rồi mấy con heo kia thường hay gặp không? Không, mấy con kia ít, tại vì tôi để ý tôi gỡ gần cổ nó, nó dài lòng xung khúc vậy đó. À vậy đó hả? Ủa huynh là sao với trong nhà này? Con của ông chủ nhà hả? Tất cả chúng sanh nếu như ai có chỉ làm chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tinh nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp tôi phương lấy phương hồi hướng, thoát mê đồ nhất cuộc dưng hồi. Rồi thôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng chú Hải ơi, đưa chú về chùa chứ không phải có giết bắt gì đâu. Rồi rồi. À rồi, chú Hải ơi, cô Hải ơi, thôi bây giờ nằm yên đó đi. Đưa chú về về chùa. Rồi. Hay thương quá ha. À, kính thưa quý vị, đây là chú heo 5 móng nha quý vị. Nè 1 2 3 4 5 nha quý vị. Đó 5 móng rõ ràng, và bây giờ chuẩn bị đem đi về chùa nha quý cô chú anh chị. Đó thì
mình là sẽ đi một khúc cái mình xin nước bà con chú ba. Ừ. Xịt vô cho nó mát ha. Ừ. Và đây là móng nè. Móng nè quý vị. Đây nè. 1, 2, 3, 4 móng mé bên đây, móng nữa là 5 móng quý vị. À, giống như là gì? Nè quý vị, 4 móng nha. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi rồi. Anh ạ, à, rồi anh chói đem lên luôn không? Chó lên luôn. Bắt chó lên đi. Chú ở đây chú có nuôi chó không? Có cần chó không? Cho coi chó, chú ở đây chú nuôi chó giữ vườn. Rồi, vậy đi ha. Chuẩn bị đưa chú chó lên luôn Minh ơi. Ừ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Nút ruột có lông nghe với cổ chứ mà. À. Nè, còn cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai chào chị nha. À, chị cảm nhận như thế nào mà khi mà chị thấy chú heo cho ăn mặn thế nó chạy lên nó ăn mà mấy cái rau kia nó không chịu ăn chị? Hả? Thấy nó ăn cũng giống người quá. À. Ăn không, ăn không. Thấy lạ ha. Giống chị quen mặn. Hả? Chị cũng quen mặn. Vậy đó hả? Chắc là dạ. Chị giống nó giống chị. Chị. Mấy chị này cho ăn mặn, mặn này chị mua từ đâu chị? Của bạn chị ở Tiền Giang hả? Ừ, cho nó ăn mặn nó ăn. Ừ. Đây nè. Ôi, này, quá vô rồi con rồi. Năm món nè. Nó kìa, ổi nữ hoàng nó kìa. Ổi nữ hoàng. Cái gì thanh long đó. Trời ơi, nó khoái mặn rồi kìa. Đói khơi chứ. Dạ. Đói nè. Quá. Bạn ấy ăn đi. Có gì nghe lột ra luôn. Lột thanh long ra coi. Lột thanh long cho quất luôn. Mừng quá ha. Ơi, nó khoái ăn trái cây ta. À, chào chú Năm, hôm qua bộ cái chú heo này á là chủ nhà nói đem cá lại nó không ăn hả chú Năm? Không có, anh chủ nhà anh nói đó là có mấy con cá nằm trong vườn. Dạ. Rồi đó là nó đi nó vô đó để lại nó hử cái nó bỏ đi hả? À. Vậy đó ha. Vậy gặp mấy heo khác nó ăn luôn đó. Nó không chịu ăn mấy con cá đó ha. Rồi. Cho ăn vừa thôi, tí nhiều quá nó bơ. Nhiều quá nó bơ thôi, nó ăn. Cho ăn từ từ đó. Không sao, hôm qua tới giờ chỉ ăn rau không à, đói lắm rồi. À. Sáng cho rau à, không thèm ăn. Dạ. Thương quá. Ê. Dạ. Giống như người ta á, ghê quá. Dạ. Được nha. Mà chỉ khôn lắm nha. Ở cái đầu kia hồi tối tắm cho chị nó ướt á cô. Mà chị không nằm chỉ lại đầu này chị cao nè. Một nha, chị ăn chỉ lật nó xung quanh cái bụng thấy không? Dạ. Yeah. Chứ ăn cạp vô ăn như người ta đâu nè, thấy không? À. À, ăn cũng chưa cái bụng ruột ra đó. Ý là sợ hột. Dạ. Yeah. Mình đâu có hột đâu. Ăn ngon lành ha. Ngon quá. Qua nay đâu gặp mà ăn quá ngon à. Nhìn ra chào ha. Cạp chứ không cạp nguyên trái hay cạp? Ờ cạp nè chứ không bỏ vô nguyên trái. Ê, nó cạp ổi, nó không phải ổi nha. Cạp ổi nhà ổi ra rồi. Ờ nhà ổi rồi đó. Khoái mặn đó. Cạp lặn lẫm chút mà ta. Giống như gan người ta ha. Kìa đó 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 kìa. Tôi biết lựa quá. Trời, nó lựa mà. Ê, trái thúi cắn nó bỏ. Trái thúi nó bỏ nó không ăn hả? Giống tao dữ mày. Cái tao ngon lắm nguyên trái luôn. À, nè trái này thúi nè, trái này thúi nè. À, để coi hồi coi đói bụng rồi. Ồ nhai ngon quá ngon ha. Nhai mà chóc chép nè ha. Chùa truyền khách của Quỳnh đó chỉ là hôm qua có hỏi rồi. Dạ vậy đó ha. Đây là heo 5 móng nha quý vị. Đây nè, ở sau là 3 cái móng, ở trước 2 cái nó là 5 móng nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà đặc biệt đó là phái ăn mặn. Nha. Thì con chào cô.
con là Châu Phú Thiên Cấm Sơn, đến từ An Giang chở. Con nghe đồn là ngôi chùa này ngày xưa là nuôi heo năm móng á con. Nuôi con bầy luôn á, đẻ. Vậy hả? Sao mà heo năm móng sao ta không ăn thịt mà ta nuôi con? Đâu biết đó, ta sợ mà heo năm móng thì người ta đi nhập đầu thai vậy đó. Người ta đầu thai hả con? Con người mình đầu thai làm heo năm móng, nghe nói vậy tôi cũng biết. À là cô nghe ta kể vậy đó ha. Cho nên là ở vùng này là có heo năm móng đem lại chùa này hả con? À, mà sao mà bây giờ con không thấy còn con nào chứ con? Chết hết trơn luôn. À vậy đó ha. Là tự động nó về đây, nó ta thả về đây nó sống rồi nó chết ha. Đây nó lớn nó chết hơn vậy đó. Dạ. Như vậy sao bữa nay con đem heo về người ta không có nhận nữa? Có học. Giờ đem heo năm móng lại đó. Dạ. Con lục cạc nó già rồi đâu dám nuôi nữa. Già rồi lớn tuổi không dám nuôi hả con? Dạ. Bởi vì á là con thấy á người ta đồn mà nuôi heo năm móng người ta sợ xui nữa, mà có xui không con? Ông lục núi mấy năm rồi, hơn 10 năm đâu có xui gì đâu. Dạ. Từ từ nó chết hết. À vậy đó ha. Chết rồi ông lục ổng làm mộ cho heo ha, là sao con? Làm mộ luôn, nó mấy cho mộ của nó luôn. À vậy đó ha. Rồi cô nhìn thấy chú heo có gì khác lạ không con? Không á. Vậy ha. Cô có nuôi không có xui, sợ mình làm thịt ăn á. Làm thịt ăn không được hả con? Nghe ta nói tôi cũng từng. À vậy ha, nghe ta nói là làm thịt ăn không được ha. Rồi cô có tiếp cận mấy chú heo đó không? Hồi đó mới lợi nó kêu, nó ban đầu con trước ta đem lợi đó. Dạ. Nói chuyện mình nói chuyện nó ngồi đó nằm nó nghe ăn chầu cao nữa kìa. Thấy ghê vậy? Ừ. Heo ăn chầu cao? Thiệt á. Trời thấy ghê vậy, tại chùa này hả? Tại chùa đó, hồi đó tôi còn nhỏ tôi lại chơi đó, ta thấy đó. Mấy người già người ta cho chầu cao đó, ăn nó ăn luôn. Trời ơi, ớn vậy giống người ta chứ hả chị? Thiệt á. Dạ. Rồi chùa này ngày xưa tên gọi là chùa gì cô? Chùa Ma Túp. Ma Ha Túp hả? Ừ. Còn có người kêu là chùa Mã Tộc nữa không con? Mã Tộc này sao? Cái theo người Việt kêu Mã Tộc. Còn người Việt kêu thì Mã Tộc, à. Mà người dân tộc kêu chùa Ma Ha Túp. Ma Ha Túp. Ma Ha Túp. Ma Ha Túp. À vậy đó ha. Rồi ngày xưa heo về đây nhiều không cô? Tôi thường tôi thấy thường chừng còn chục con đó. Chục con heo ha. Ta đem ví dụ heo ta đẻ bảy có một con thì đem lại. À. Giờ ông lục nghỉ nuôi, ông lớn tuổi không dám nuôi. Không dám nuôi nữa. Nhưng mà ở ngoài ăn heo ăn chầu vậy là nó có uống rượu hay là ăn thịt gì không con? Ăn chầu không, ăn thiệt á, tôi thấy chận mắt luôn á. Rồi nó ăn chay hay ăn mặn con? Ông lục đổ cơm nó ăn luôn. Đổ cơm như thì cho nó ăn. À. Vậy đó ha. Ồ cũng lạ ha. Rồi mà ngày xưa cô nói chuyện nó nghe lời mình không? Nó kêu mình gãi cho nó nằm vậy mà kêu ăn. Nó không có nói chuyện được đâu, mình nói mình ơn nữa. Nó nằm nó nghe vậy đó. Nó mình nói thì mình nói mình ơn, nhưng mà nó nghe nó ngoan á ha. Nó nằm đó luôn. Vậy đó ha. Rồi mấy chị ở đâu lại đó. Ăn miếng gì đó, ăn 5 lá chầu, 6 lá chầu. Ăn nguyên trái luôn, cao. Dạ. Ngày nuốt hết chân luôn. Dạ thấy thương á. Dạ con cảm ơn cô. Đúng ra chầu cao nếu mà con heo bình thường nó ăn nó chát dữ lắm, nó chịu sao nổi chàng. Nó ăn luôn á. Vậy ha. Dạ cô bán nước ở đây lâu chưa cô? Hồi 2007. À vậy ha, là lúc đó là cô đã gặp heo ở đây nhiều lắm rồi ha. Heo rồi đó, hồi tôi còn nhỏ tuổi còn nữa, không phải mới đây đó. Nhưng mà người dân đây dám bắt ăn không con? Không ai ăn đâu. Không ai dám ăn đâu hả? Tôi nói ăn xui tôi cũng biết nữa, mà người ta nuôi được. À. Mấy người bắt heo bắt lầm con thì em lại trả chủ luôn ra đó. Dạ dạ dạ. Rồi con cảm ơn cô thứ mấy tên gì cô? Hả? Cô thứ mấy? Tôi thứ 5. Cô 5 ha. À. Rồi cô con cảm ơn cô Năm, chúc cô Năm mạnh khỏe bình an nha. Kính thưa quý vị, cô Năm là bán nước ngang chùa Dơi nha quý vị, tại Sóc Trăng. Rất là dễ thương và bán ở đây là có nước đủ loại nha quý vị, có Sigi nữa. Chúc quý vị sức khỏe bình an nha. Vị có về chùa Dơi thì ghé thăm ủng hộ cho quán cô Năm nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. À con heo này á là người ta không biết từ đâu về, người ta điện cho con. Tự nhiên á là người ta tưới cây, người ta gặp con heo nó kêu cái ột một cái, người ta tưởng đâu ma không ha. Rồi á là trên cái kế bên đó nó có hai cái gọng dây. Rồi ta gỡ ra sẵn luôn. Thì á cái ông này ông mới tưởng đâu á là mấy hàng ăn trộm heo. Cho nên á là ông á đi đầu trên xóm dưới hỏi coi có ai mắc heo không. Thì không có ai nhận hết trơn. Cho nên á là ông mới nói á bây giờ không ai nhận mày hết trơn rồi. Mà tao nhìn mày á là có 5 cái móng lận. Thành ra người ta sợ, chắc là người ta sợ xui, ta không nuôi mày, không mày đi theo tao đi đó. Rồi á là có gì á là tao nuôi mày, nhưng mà tao còn phải tưới cây nữa.
tại ông Tứ vườn mít đó, thì là con heo nó đi theo ổng lẳng quẳng hoài, ông Tứ cỡ 1 tiếng rưỡi đồng hồ vậy đó, thì con heo nó đi theo ổng, nó chờ ổng. Rồi khi mà ổng đi về đó thì cái từ cái chỗ Tứ đó cho tới cái chỗ cái nhà cốc của ổng đó là 500m. Ổng chạy xe Honda từ từ vậy nè, đó chạy xe Honda vậy đó, thì nó đi theo, nó đi lộ bộ theo ổng từ từ. Đó, đặc biệt vậy đó. Có chỗ nuôi thì nuôi được, đâu có mà xui gì đâu, để mình bán ăn thịt vậy đó. Vậy đó con, có chỗ nuôi thì nuôi cũng được ha. Nuôi được. Nhưng mà sao mà nghe nói là nhà nào mà nuôi nó bị xui, bởi người ta sợ cái này trong chùa nó lại khác. Còn trong nhà nghe cái lời đồn á, cô lên mạng coi. Không ngoài nè, có gãy ở trong gãy thì bắt nuôi đại trong gãy để đừng đem về nhà. À đừng đem về nhà ha. Đó cho nên á là ổng mới thấy nó đi theo ổng tới cái chỗ cái cổng nhà rồi ổng mở cổng ra. Cái nó dựa vô cái xe ở ngoài à, ổng mới sợ lật xe. Ổng nói thôi, đừng có dựa lật cái xe tao, bây giờ mày đi vô trong nhà đi. Đó, vô cổng đi. Rồi á tao nuôi mày chừng nào mà nếu mà mày chết tao chôn. Đi te đi vô cổng luôn. Rồi nó ở cổng. Rồi xong cái qua ngày hôm sau cái nó đi lại đằng cái chỗ mà đầu tiên nó bị thả đó. Nó ở đằng đó đó, nó lại đó. Cái bắt đầu á nó cái người dân á đi lại người ta coi, ta nhìn nhìn đó. Cái bắt đầu nó đi theo về đằng nhà này. Rồi cái bắt đầu nó dựa xe đó. Ổng nói thôi đi vô nhà đi, thì nó chạy vô cổng luôn. Rồi cái bắt đầu ổng nghe con cái của ổng điện la ổng quá trời. Nói xui dữ lắm, đi lên mạng coi đó. Cho nên người ta bỏ mà ổng dám ôm gì à. Thì ổng mới điện cho con chú đó đó, là kêu con đem đi đến chùa để mà thả. Thì khi mà là Mạnh Thường Quân hỗ trợ là 3,5 triệu để đi thả đó, là cô Yến cùng với cô Mai Mỹ Linh. Cô Yến này 2 triệu, cô Mai Mỹ Linh 1,5 triệu. Chở tới đây người ta không nhận. Bây giờ là chị Vi ở bên Mỹ kêu con là chở về, chỉ ủng hộ tiền chở về đi kiếm chỗ nuôi. À, nuôi trong gãy được. Nuôi ở gãy thì được chứ đừng đem về nhà hả con. Dạ cảm ơn cô nha. Heo bên lớn. Heo 50kg, heo mà hồng đẹp lắm coi. Ờ nó ngoan lắm. Biết nghe. Vậy ha. Dạ. Nó biết nghe ghê. Bây giờ con hỏi cô nè, bây giờ cho nó ăn mặn đó thì nó ăn kìa. Mà ổi nó cắn thử một cái nó chê. Đúng rồi, mà mặn nó ngọt. Mà nó ăn á, nó ăn vòng vòng xung quanh trái mặn ở răng mình ăn vậy đó. Rồi mặn thúi thì nó lừa ra. Heo nữ. Dạ heo nái. Ông lụt đâu có vậy, đổ cơm một nguyên một thao nó lại nó ăn hết nó đi nằm. Vậy đó ha. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi rồi chào. Đây heo nằm móng luôn, tôi cũng chưa biết ha, ở chỗ nào nữa. Vậy hả? Vậy là cô ở đây cô cũng không biết nữa hả? Móng là móng trước không, móng sau không có ha. Móng trước nha. Ờ đúng rồi đó. Hai cái móng trước nằm móng. Mà tôi không biết mơ mã nha, nó có mã heo nằm móng. Có heo mã bệnh đó cô. Tôi không có tiền thấy. Ha. À. Bởi vì người ta nói con người mình á có 5 móng. Thì á là 5 ngón giò, 5 ngón tay. Nhưng mà con heo nó có 5 móng mới lạ. Chứ trước giờ toàn là 4 mà. Nha. Rồi cảm ơn cô, con bay cô nha. Rồi bye.